Vâng, xin chào cô đón quý vị và các bạn trở lại với kênh Bonsai TV. Hôm nay tôi có mặt tại nhà Bắc Trình để ghi lại một cái tác phẩm rất là đặc biệt, tác phẩm Trực Cổng Làng, tác phẩm cỡ đại và mang dáng dấp hồn quê của Việt Nam. Thì cái tác phẩm này là một cái tác phẩm rất là lớn, muốn di chuyển hoặc là gì đó để dùng cầu. Cây cao tầm hơn 3 mét, từ tán ngang lên nó rơi vào khoảng 4,5 mét gì đó, đường kính thân phải rơi vào 300, không tính cổng làng 300. Thì cái cây này là bác cũng rất là tâm đắc và thiết kế cho cái cổng vào cái dáng cây này là rất là hợp để gợi nhớ lại cái quê hương Việt Nam ngày xưa. Khi mà đến một cái làng nào đó, bước vào cổng làng, đến đầu làng là có một cái cổng và có một cái cây rất là cổ thụ. Thì đây là cái tác phẩm này làm cho chúng ta, những thế hệ trẻ có thể hình dung ra một phần nào vóc dáng của quê hương ngày xưa. Tôi đang tiến lại rất là gần, thì tôi sẽ quay đầu tiên là cái khu vực bệ đế và cổng làng. Cái bệ đế thì rất là bệt, trải đều vững chắc xung quanh, vì cái thân trực này rất là lớn và có một cái bệ đế như thế này thể hiện sự vững chãi. Tất cả các cái móng làm rất là tỉ mỉ, trên móng quặt, các cái móng quặt như móng rồng thể hiện cái sự vững chắc của cái cây trực này. Đây các bác nhìn, tất cả các đầu rễ, bệ rễ đều tạo móng hết. Đặc biệt của cái cây này là nó bộ đế là rất là đều xung quanh. Đấy, phần bệ đế. Và đây là sự kết hợp hài hòa của nghệ nhân làm cái cổng này. Đó là cổng có cổng chính và hai bên. Thì cái bên thứ hai này là tận dụng được cái rễ này và đi qua khe cổng này, thể hiện là rất là sâu. Đấy các bạn, bên trong ôm trọn cái rễ này. Đẹp quá các bạn. Vì cổng mới làm cho nên là vẫn còn chưa thể hiện được sự cổ kính, nên cái này nó cần phải có thời gian. Để quay chi tiết cái cổng này thì nó được làm rất là tỉ mỉ và chi tiết. Từng cái viên gạch này được cắt rất là tinh xảo, được tiện cả cái khớp đầu cột. Gạch thì làm gạch lon để có thể là nó sẽ tạo rêu. Như cái thông tin mà được bác chia sẻ thì cái cổng này là làm mất 14 công, lượng thời gian không phải là ngắn làm cái cổng như thế này, rất là đẹp không ạ. Đây là cái cổng chính này. Trên này vừa mái bò bê tông và nó được che khuất bụng phía bên ngoài là hàng gạch, cho nên là cái khi mà rêu nó lên không được cái lượng bê tông này. Và cái bệ đế này thì được thả các cái dây buông xuống và ôm lấy cây này. Tôi lại nhớ đến cái cây quê của Chu Hòa Taxi, nó cũng là một những cái tác phẩm rất là tên tuổi. Ở đây cũng hứa hẹn là những cái tác phẩm đình đám trong thời gian sắp tới. Tôi sẽ đến cái tổng cộng của đi rất
xa các bạn cây tầm đại, tổng bóng cây lên mặt trong, mặt nhìn ra đường. Thì cái cổng này làm ở cái rễ thả này, cái đường trục chính của cái này lên trên trên này. Tác phẩm này chỉ cần thời gian thôi, thời gian nó làm cho cái cổng này nó mốc lên, rêu lên thì sẽ trở lên cổ kính, già lua. Các cái mạch xây thì rất là rích rắc, không bị trùng khớp, thể hiện là người làm rất là cao. Vâng, đó là cái phần phụ, phần bên cái cổng để yểm trợ lưng cao cái vẻ đẹp của cây. Thì bây giờ tôi tiếp tục quay sang cái cây. Cây đây là một cây giáng trực, đi lên là chia làm hai thân. Cây rất là lớn, và cái điều đặc biệt của cây là rất là liền lạc. Vâng, cái sự liền lạc của cây tạo lên cái sự vững chắc cho cái cây trực này. Khi đi lên thì chia làm hai thân, và tất cả các cái tay cảnh cút rất là đẹp. Bây giờ là cây đã hoàn thiện rồi, bây giờ chỉ chờ thời gian nó đồng bộ giữa cái cổng nàng và cái sự già lua của cây. Tác phẩm rất là đỉnh đám của gọng tài động rất là đẹp, thân trực rắn giỏi mạnh, nhưng mà khi lên đến cái tay thì mà đến với tác phẩm này tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết là nó quá đẹp. Hy vọng là cái video này đến với mọi người và mọi người thưởng thức và cho những ý kiến. Đây sẽ là những cái tác phẩm rất là đỉnh đám của chúng ta. Đến theo quan điểm của cá nhân tôi, thực tế ngắm bên ngoài nó đẹp lắm luôn. Cái góc quay thì cũng chỉ ghi lại được một phần nào cái nhà hiện tại của nó thôi. Đó là cái sự kết hợp hài hòa giữa cây và phần phụ và cái cổng. Sau một quãng thời gian, hai phần này
hóa nhập vào làm một thì sẽ là tác phẩm tuyệt vời. Đời thì theo như tôi sát ra cây nó cũng chưa được mốc hết hoàn toàn, cái độ già của nó thì có rồi các bác, độ già của nó thì rất là già rồi, chứ không phải đơn giản. Về cái đường kính của cây và cái thời gian 5 tháng thì rất là nhiều rồi đó. Nhưng mà quá trình vừa rồi thì khả năng là vẫn còn chăm để nuôi bông tay chi cành nên là màu da chưa được sáng. Bây giờ là cây đã hoàn thiện hết rồi thì cây sẽ được hãm, rồi màu da sẽ đổi rất là nhanh. Rất là đẹp không ạ? Gọng tay ở trên để ăn cho mềm. Đây là cổ ngọn nữa. Tương lai không xa, các bác sẽ được đón nhận cái tác phẩm này ở những cái sân chơi rất là lớn. Đó nhớ về quê hương, có thể một số bạn cũng không hình dung ra được cái cổng làng của Việt Nam như thời xưa, thì đây cũng là một cái mà làm cho mọi người gợi nhớ đi. Vâng, tôi xin phép được dừng cái cuốn video này tại đây. Mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh để tôi có động lực tiếp tục đi ghi lại những cái thước phim bổ ích cho anh em yêu cây. Chúc toàn thể quý vị và các bạn sức khỏe và có nhiều tác phẩm đẹp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn video tiếp theo. Thân ái, chào các bạn.